10 hộ dân xã Nạm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã hiến tặng 60 ha đất ruộng nương làm nơi ở mới cho bà con mất nhà cửa trong trận lũ vào tháng 8 năm ngoái. Bài viết dân hiến đất làm nhà cho nhau đăng trên báo Tuổi Trẻ bình luận: đây là một hành động thể hiện tình yêu thương, sẻ chia giữa con người, đúng với truyền thống của dân tộc lá lành đùm lá rách. Trên những mảnh đất giàu tình người ấy sẽ dựng lên hàng trăm ngôi nhà cho các hộ gia đình đang gặp phải khó khăn, để cuộc sống của họ được an toàn hơn, không phải nơm nớp lo những mạng người, nhà cửa, gia súc, hoa màu bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Kết thúc chuyên mục điểm báo ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm nhanh một số vấn đề cũng đang nổi bật trên các mặt báo. Với tiết bài nổi bật, lập lại trật tự thị trường phân bón, báo Nông Thôn ngày nay phản ánh, dù đã có nhiều biện pháp nhằm thắt chặt quản lý thị trường, nhưng phân bón giả kém chất lượng vẫn được bày bán tràn lan. Tại nhiều nơi, nông dân cũng chỉ biết tránh các sản phẩm giả bằng cách mua ở những đại lý quen thuộc, do công ty có uy tín trên thị trường sản xuất. Nếu mua phải phân bón giả cũng phải cắn răng chịu đựng, bởi vì con đường truy trách nhiệm. Sở trách nhiệm, từ đó hàng 33.000 hectare đẹp. Nhưng mà đối với Nông Thôn, các mô hình này còn tạo nguồn phân bón sạch cho cây.